Có rất là nhiều bạn mất tự tin khi mà chúng ta thấy là không có được cái chiều cao như mong muốn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm tăng cân số 1 hiện nay mà rất là nhiều bạn đang sử dụng, đó là tăng chiều cao GH của Nhật. Và đồng thời là mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm mẫu mới của tăng chiều cao GH Correction luôn. Đó, và các bạn sẽ thấy là đối với sản phẩm mẫu cũ thì các bạn sẽ thấy là đối với cái viên của nó ấy, thì nó sẽ là màu trắng. Đó, còn đối với cái viên mà mẫu mới thì bạn sẽ thấy là màu của nó là sẽ là màu đục. Đấy, màu vàng hơi ngà ngà một tí, trắng ngà ngà một tí, tức là nó hơi hơi lộn sang, mà các bạn sẽ thấy là cái màu của nó hơi đục đục, thì đó chính là mẫu mới của sản phẩm tăng chiều cao GH nhé. Mẫu cũ hay mẫu mới thì các bạn sẽ thấy là nó đều giúp cho các bạn bổ sung rất là nhiều các cái thành phần để giúp cho chúng ta hỗ trợ về tăng chiều cao vượt trội cho các bạn luôn. Và bình thường độ tuổi sử dụng từ 10 cho đến 30 tuổi. Tuy nhiên thì các bạn thấy là những bạn mà sau độ tuổi 23, 24 tuổi thì hầu như là mình không tư vấn cho bạn nữa rồi. Bởi vì sau độ tuổi đấy gần như là các bạn thấy là chiều cao tăng rất là chậm và gần như là rất là ít tăng nữa. Nên là các bạn thấy là sử dụng rất là tốn kém thôi. Cái này sẽ là tùy điều kiện của bạn, các bạn có thể bổ sung là tùy. Tuy nhiên thì hỗ trợ về chiều cao thì lúc đấy nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Do vậy là những cái bạn mà đang còn nhỏ tuổi, ví dụ như từ 10 cho 14, 15 tuổi đang độ tuổi tăng chiều cao rất là vượt trội, thì các bạn thấy là phụ huynh nên xem coi là con mình phát triển đủ hay không, và chúng ta nên bổ sung càng sớm càng tốt, để lâu thì chúng ta sẽ không nên dùng nữa. Và thường thường một lộ trình các bạn sẽ dùng cho mình là 3 lọ. Nếu mà các bạn dùng thử, các bạn có thể lấy một lọ, và nó có tác dụng trong thời gian dài, nó sẽ giúp cho bạn hỗ trợ để cao dần dần lên, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 các bạn thấy được cái chiều cao vượt trội của con mình. Do vậy là các bạn đừng có nóng vội nhá. Đấy, sản phẩm tăng chiều cao của Nhật này nó là sản phẩm số 1 hiện nay mà về tăng chiều cao rồi. Đó, các bạn sẽ thấy là nó là bổ sung các nguồn axit amin, đấy, canxi tự nhiên, thúc đẩy hormone tăng trưởng chiều cao, hỗ trợ chiều cao tối đa các bạn sẽ thấy là từ 3 cho đến 9 cm, đó là tùy từng mọi người luôn, giúp cho xương khớp chắc khỏe, ngừa loãng xương, hỗ trợ phục hồi sau chấn thương phẫu thuật. Tức là các bạn là không phải là chỉ cần không chỉ là những bạn mà thiên về tăng chiều cao đâu, mà những bạn sau phẫu thuật các thứ xương khớp yếu các bạn đều sử dụng được. Nó sẽ giúp cho bạn đó là thúc đẩy hormone tăng trưởng đấy, mà không hề gây tác dụng phụ gì hết đấy, hỗ trợ tăng chiều cao rất là tốt luôn, và kích thích các mô sụn đầu xương phát triển chiều cao đấy. Thành phần cơ chế tăng chiều cao tự nhiên an toàn, không tác dụng phụ đó. Thành phần alpha các bạn sẽ là hỗ trợ bộ não sản sinh ra lượng hormone tăng trưởng GH đó. Các bạn sẽ thấy là arginine tăng trưởng tổng hợp protein, góp phần quá trình hình thành và giải phóng hormone tăng trưởng chiều cao đấy, làm lành nhanh các vết thương đấy. Bone peptide nó giúp cho các bạn thấy là hỗ trợ sản sinh tế bào mới liên tục, giúp xương chắc khỏe. Canxi san hô là tham gia vào quá trình hình thành và phát triển xương, giúp cho tăng mật độ xương, ngăn ngừa lão hóa thoái hóa. Và một số thành phần khác ví dụ như là collagen peptide, men khô, men chứa kẽm, hoặc là các bạn sẽ thấy là protein, lipid, carbon hydrate, sodium đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bổ sung rất là ok, hiệu quả cho bạn luôn đấy. Sử dụng thì bình thường các bạn cứ thấy là ở trong người ta hương khuyến cáo là sử dụng trên sau 4 tuổi là sử dụng, nhưng mà mình khuyến khích các bạn là trên 10 tuổi các bạn hãy sử dụng nhé. Sản phẩm này thì chúng ta chỉ cần sử dụng cho mình là 3 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ, ví dụ như là tầm 9-10 giờ các bạn uống trong mình, và đừng các bạn đừng nên thức muộn nhé. Đấy, buổi tối cơ thể chúng ta hormone phát triển mạnh, nên là các bạn thấy là khi mà chúng ta sử dụng vào ban đêm như vậy nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta phát triển tốt hơn đó. Và nếu mà bạn nào muốn dùng thử cái sản phẩm, hay là cũng như là cần tư vấn kỹ hơn về cái dòng sản phẩm tăng chiều cao GH Correction này đấy, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298, thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người luôn nhé. 0985 328 298 là số điện thoại của mình. Ok, xin chào cả nhà.